mẫu đèn mới. Mẫu đèn này có tên gọi là đèn laser DJ Royal Kai 02. Đây là một mẫu đèn laser quét ti chiếu hình 7 màu, phù hợp cho mọi không gian sôi động như quán bar, vũ trường, V-Lux, phòng bay hay là những quán cà phê, nhạc DJ. Đây là một cái dòng đèn laser mà mình thấy nó rất là đẹp. Màu sắc và cái ti quét của đèn rất là xa, nó có thể lên đến 15-20 mét. Mọi người có một phòng karaoke kinh doanh hay là mọi người mua để đi những cái show sân khấu ca nhạc, những cái sân khấu đám cưới lưu động thì nên đầu tư những mẫu đèn như thế này. Xài nó sẽ lâu dài hơn, nó lâu bị lỗi thời và có thể kiếm lại lợi nhuận nhanh nhất. Giá thành của mẫu đèn này thì khá là sinh viên, khá là hợp túi tiền để mọi người mua để đi kinh doanh hoặc vui chơi tại nhà. Hiện tại mình đang quay giới thiệu đèn thực tế tại studio của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang sử dụng đó là dòng loa Boe L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.